Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Làm Dâu Hảo Môn của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sức hút của Phong Vũ làm cho cô đứng nhìn một hồi cả người ngớ ra lúc nào không hay. Rồi cùng lúc đó sự xuất hiện của Thư Kỳ đã đánh thức tri giác của cô. Anh Vũ, con nhỏ Uyển Linh lấy tư cách gì tham dự sinh nhật của dì Hằng? Tiếng nói lanh lảnh của Thư Kỳ vừa nghe đã nồng nực mùi ghen tuông. Khi Uyển Linh quay lại nhìn thì Thư Kỳ đã đứng trước mặt. Cô ta đang không vui, ánh mắt nhìn Phong Vũ đầy nỗi ghen hờn. Cô ta chỉ tay vào Uyển Linh rồi quay sang Phong Vũ nói giọng thị uy. Phong Vũ là người thế nào cô ta chẳng lẽ không biết? Phong Dương vì nghĩ cho Thư Kỳ nên đã lên tiếng nhắc nhở. Thư Kỳ, chị Uyển Linh là người yêu của anh hai anh và cũng sẽ là chị dâu tương lai của anh. Em không nên gọi chị là con này con nọ, nghe không hay. Vậy anh muốn em gọi nó là gì? Chị Uyển Linh à? Đừng hòng, mà chuyện không liên quan đến anh xen vào làm gì? Thư Kỳ không phải không biết tình cảm Phong Dương dành cho cô ta, mà vì chấp niệm dành cho Phong Vũ quá nhiều, nên cô ta đã ngó lơ tấm lòng của Phong Dương. Phong Dương nhận ra Thư Kỳ đang ghen vì Phong Vũ, nên đã cúi mặt buồn bã, lặng thinh không nói thêm gì, để cô ta không khó chịu. Phong Dương vừa im lặng thì Uyển Linh lên tiếng. Cô Thư Kỳ, hình như cô đã hiểu lầm tôi. Chuyện bó hoa lần trước là do tôi sai và tôi đã xin lỗi cô. Ngoài lần đó ra tôi không biết bản thân đã làm gì để khiến cô không thích tôi. Cô không biết thật sao? Đồ giả tạo, chỉ giỏi ngây thơ trước mặt anh Vũ. Thư Kỳ nhếch nhẹ khóe môi nhìn Uyển Linh chỉ bằng nửa con mắt. Cô ta đang ghen tị với Uyển Linh. Cảm xúc của cô ta lúc này không đổi lại được gì ngoài thái độ hờ hững của Phong Vũ. Thư Kỳ trong mắt Phong Vũ hiện giờ chỉ là phiền toái. Trước mặt Thư Kỳ, Phong Vũ bất ngờ nắm chặt bàn tay Uyển Linh, đưa lên dõng dạc mà nói. Uyển Linh là bạn gái của anh và cũng là khách mời của mẹ anh. Vậy đã đủ tư cách chưa? Phong Vũ vừa nói xong, nơi đáy mắt lạnh lùng của anh, Thư Kỳ đã nhìn ra được sự kiên định. Tình yêu dành cho Uyển Linh lẽ nào là thật? Thư Kỳ không tin điều đó nên đã bật lại cãi cối. Anh nói dối, em không tin. Sao anh có thể yêu con nhỏ bán hoa này được? Cả dì Hằng nữa, sao dì có thể chấp nhận một đứa con gái gia cảnh nghèo hèn như cô ta về làm dâu của dì? Chắc chắn là cô ta đã mồi chài anh. Anh đừng bị vẻ ngoài ngây thơ của nó lừa gạt. Bỏ tay anh Vũ của tôi ra. Thư Kỳ không biết xấu hổ, mặc nhiên tiến lại gỡ tay Uyển Linh ra khỏi Phong Vũ. Cô ta bức xúc, lúc này có thừa thãi quá không? Khi Phong Vũ đã thẳng thừng tỏ rõ ý định. Con vừa nói Uyển Linh bán hoa. Khuôn mặt bà Hằng nghiêm nghị phát sợ, đến cả ánh mắt nhìn Uyển Linh cũng ẩn chứa nghi ngờ. Bà Hằng chỉ thoáng nghe qua, nhưng cũng vì vậy mà tâm trí của bà hoang mang nhiều hơn. Bà không tin người yêu của Phong Vũ là một cô gái bán hoa. Nhìn Uyển Linh xinh đẹp, dịu dàng thế kia, sao có thể làm công việc bẩn thỉu đó? Bà Hằng bất ngờ xuất hiện từ phía sau, làm cho mọi người đều bị giật mình, nhất là Uyển Linh. Cô quay lại nhìn bà, mi mắt chớp lia, mặt cúi gằm xuống rồi đan tay nhỏ giọng. Dạ, bác gái. Cổ họng bà Hằng phát ra tiếng khàn rồi hỏi Uyển Linh. Lời Thư Kỳ vừa nói về con có đúng là sự thật? Ánh mắt của bà Hằng nhìn Uyển Linh làm cô thấy lo ngại, tự dưng cô thấy run rẩy khi đối diện với bà. Cô ngập ngừng bối rối, khẩu hình miệng vừa mở ra. Cô chưa kịp giải thích thì Phong Vũ đứng bên cạnh đã lên tiếng thay cô. Mẹ, Uyển Linh có làm nghề bán hoa hay không cũng đâu quan trọng. Cái con cần và quan tâm đó là con người và tính cách của cô ấy, chứ không phải địa vị giàu nghèo. Thư Kỳ cũng thừa cơ hội mà châm dầu vào lửa. Trước mặt bà Hằng cố tình bêu xấu hạ bệ Uyển Linh. Dì Hằng chưa biết đấy thôi.
Cô Uyển Linh đây gia đình không kinh doanh gì cả. Cô ta chỉ là một con nhỏ cắm hoa tầm thường. Cô ta sao có thể xứng đáng với anh Vũ? Dì Hằng đừng bị cô ta lừa gạt. Qua miệng Thư Kỳ, bà Hằng biết được bản thân đã hiểu nhầm Uyển Linh. Hai từ bán hoa bà vừa nghe được không phải như bà đã suy nghĩ trước đó, mà đơn thuần chỉ là việc bán xốp hoa tươi. Ánh mắt của bà nhìn Uyển Linh lúc này cũng dịu đi phần nào. Song nỗi lo về sự môn đăng hộ đối vẫn khiến cho bà ái ngại. Bà khẽ trao đôi mày, vầng trán lộ ra vài đường nếp nhăn. Bà cũng giấu sự thất vọng vào trong. Vì Phong Vũ và cũng vì mặt mũi của gia đình nên lúc này không thể làm khó Uyển Linh. Rồi bàn tay bà bất giác vỗ nhẹ vào tay Thư Kỳ, mí môi nói những lời đầy ẩn ý. Dì từng tuổi này đã gặp qua rất nhiều loại người, sao có thể dễ dàng bị gạt. Thư Kỳ, con không cần phải lo. Còn Uyển Linh, bác không nghĩ con khéo tay như vậy, con mở shop kinh doanh hay làm phụ cho người ta? Dạ thú thật, con có mở được một căn tiệm hoa nho nhỏ và tự mình làm chủ. Con cũng không khéo tay như bác nghĩ. Tuổi trẻ được vậy đã giỏi lắm rồi. Uyển Linh chiều giờ chắc chưa ăn gì. Dãy bàn đằng kia có mấy loại bánh ngọt, có nước, có rượu và trái cây. Con muốn ăn gì hãy đi qua đó lấy, đừng ngại. Dạ, cảm ơn bác. Dì Hằng, sao cả dì cũng như vậy? Anh Vũ lạnh nhạt với con đã đành, ngay cả dì cũng đứng về phía cô ta. Dì từng nói muốn con làm dâu của dì, muốn con và anh Vũ cưới nhau. Lời hứa đó lẽ nào dì đã quên? Sao dì có thể quên? Dì còn rất muốn con làm dâu của dì. Nhưng mà... Bà Hằng đang nói thì ngừng lại vì tội nghiệp Thư Kỳ. Bà rất yêu mến cô ta. Nếu không phải vì Phong Dương cũng có tình cảm với Thư Kỳ, nếu không phải vì lo sợ hai anh em Phong Vũ nghịch lẫn nhau, thì bà đã không phải khó xử như lúc này. Bà ngập ngừng rồi trấn an tâm trạng đang bức xúc của Thư Kỳ. Con đừng giận, dì sẽ không để con phải chịu thiệt. Sự quan tâm quá đỗi đặc biệt bà Hằng dành cho Thư Kỳ khiến cho trong lòng Uyển Linh bỗng nảy sinh chút buồn tủi, và có cảm giác bà Hằng không thích cô như đối với Thư Kỳ. Song cảm giác ấy cũng chỉ tồn tại đôi chút rồi biến mất, vì Uyển Linh hiểu được thân phận của cô hiện giờ chỉ là một vở diễn. Nốt ngày hôm nay cô và bà Hằng cũng sẽ không gặp lại, bản thân cô cần gì phải sao đo. Nhưng mà anh Vũ và cô ta... Dù được bà Hằng vỗ về nhưng nỗi ấm ức vẫn còn đang đè nặng nơi lồng ngực Thư Kỳ. Cũng vì bản tính tiểu thư của cô ta, Phong Vũ lần nữa không nhịn được mà phải lên tiếng. Em có thôi đi không Thư Kỳ? Chẳng phải anh đã nói rõ ràng với em rồi sao? Dù không có Uyển Linh thì em cũng không bao giờ là sự lựa chọn của anh. Anh Vũ, anh quá đáng lắm. Trước mặt cô ta, trước mặt dì Hằng, anh dám bắt nạt em. Bữa tiệc hôm nay có mặt cô ta thì sự xuất hiện của em cũng là thừa thãi. Nếu đã vậy em đi về, tránh gây bỏng mắt của anh. Dì Hằng, con xin lỗi dì. Lẽ ra hôm nay con rất vui, nhưng bây giờ thì xin phép dì cho con về trước. Thư Kỳ, Thư Kỳ đợi anh. Thư Kỳ nổi giận vừa bỏ đi thì Phong Dương vì lo cho tâm trạng cô ta nên đã đuổi theo. Thư Kỳ ra về vô tình lại đưa Uyển Linh vào thế khó xử. Đối diện với bà Hằng, Uyển Linh vừa ngại vừa lo sợ. Lời nói của cô cũng trở nên lúng túng. Con xin lỗi bác, là do con. Lẽ ra con không nên đến đây để bác và mọi người phải khó xử vì con. Em không có lỗi, là do anh. Anh muốn rõ ràng dứt khoát để Thư Kỳ khỏi phải hy vọng. Mẹ à, con chỉ muốn tốt cho Thư Kỳ. Uyển Linh không liên can. Phong Vũ nói giúp Uyển Linh, vì chính anh là người khởi xướng bản hợp đồng. Nhưng cảm xúc lúc này của Phong Vũ không giống như đang diễn. Bà Hằng nghĩ theo cách khác nên càng không thích Uyển Linh, cũng không muốn gượng ép bản thân chuyện trò cùng cô. Mắt bà không nhìn Uyển Linh mà liếc qua Phong Vũ. Còn hơi quá với Thư Kỳ rồi đó. Bây giờ mẹ phải qua nói chuyện với hai vợ chồng chú Bách, còn liệu mà cư xử. Bà Hằng nguýt dài một cái rồi quay qua Uyển Linh, cố dằn lòng nói lời tử tế. Con cứ tự nhiên, bác phải đi vào trong, bạn bè của bác đang chờ. Bà Hằng vừa bỏ đi thì Phong Vũ cũng quay qua Uyển Linh, thấy được gương mặt của cô đang u sầu,
còn đáy mắt đen thẫm to tròn cũng đang lộ rõ nỗi buồn. Phong Vũ hiểu được nguyên do nên cảm thấy có lỗi với Uyển Linh rất nhiều. Cũng vì giúp đỡ anh mà Uyển Linh bị bà Hằng hiểu lầm rồi không thích. Để an ủi Uyển Linh, Phong Vũ bất giác đặt bàn tay chạm vào vai cô, dịu giọng mà nói. Cô đừng buồn, tôi xin lỗi. Mẹ tôi không có ý gì, cô đừng để tâm. Tôi không sao, tôi hiểu mà. Chúng ta cũng không phải tình nhân. Tự dưng tôi thấy hơi mệt, tôi muốn về nhà. Cô không khỏe chỗ nào, trong người ra sao? Để tôi đưa cô vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi. Không cần, tôi muốn về nhà. Nếu anh bận tiếp khách thì tôi tự bắt taxi về cũng được. Không được, cô đang không khỏe, sao tôi để cô đi về một mình được? Cô đến đây cũng vì giúp tôi, để tôi đưa cô về. Ừ, cảm ơn anh. Hợp đồng với Phong Vũ đã hoàn thành được 80%, chỉ tiếc không được như Uyển Linh mong đợi. Gia đình Phong Vũ hình như không thích cô. 20% còn lại chắc không cần diễn nữa. Uyển Linh cảm thấy nơi sang trọng này định sẵn không hợp với cô, nên cô muốn nhanh rời khỏi đây. Phong Vũ vì lo cho sức khỏe của cô cũng bỏ dở cả bữa tiệc để đưa cô về. Sau ngày hôm đó, Uyển Linh và Phong Vũ cũng chia tay. Thân phận bạn gái của anh cũng không còn. Uyển Linh muốn kết thúc vai diễn, trả lại sự độc thân cho Phong Vũ, và anh cũng đồng ý. Tưởng đâu sau khi thoát vai không còn liên can gì tới Phong Vũ, Uyển Linh lại sẽ trở về cuộc sống như trước, yên bình mà kinh doanh tiệm hoa. Nhưng không, sóng gió bây giờ chỉ mới bắt đầu. Sau bữa tiệc sinh nhật tại nhà bà Hằng trở về, nỗi oán hận trong lòng Thư Kỳ đối với Uyển Linh càng tăng lên gấp bội. Uyển Linh đã cướp đi Phong Vũ, người con trai lẽ ra phải thuộc về cô ta. Không cam tâm trở thành kẻ thua cuộc, Thư Kỳ hậm hực cầm điện thoại lên gọi cho một người rồi nói: giúp tôi điều tra về một người. Thư Kỳ nói xong, mắt nhìn thẳng Vô Định, tay cầm chặt điện thoại, gương mặt đầy toan tính. Cạch. Cùng lúc đó, cửa phòng Thư Kỳ đột nhiên hé mở, bà Hồng mang ly sữa bước vào. Thư Kỳ ngẩng mặt nhìn bà rồi cất tiếng: mẹ chưa ngủ sao? Bà Hồng đặt ly sữa xuống bàn xong ngồi xuống giường đối diện với Thư Kỳ. Bữa cơm chiều thấy con ăn không nhiều, bà kêu mẹ mang sữa lên cho con. Thư Kỳ nhìn bà Hồng mím môi cười hạ giọng: con cảm ơn mẹ, chỉ có ba mẹ là thương con. Ba mẹ chỉ có mỗi mình con, không thương con thì thương ai? Bà Hồng cầm tay Thư Kỳ đặt vào tay bà, hơi ấm từ lòng bàn tay phả ra. Bà Hồng xoa xoa vài cái rồi ngẩng mặt nhìn Thư Kỳ ngập ngừng mà nói tiếp: chuyện giữa con và Phong Vũ hay là thôi đi. Hôm đó Phong Vũ cố tình đưa bạn gái về ra mắt, nghĩa là trong lòng nó từ lâu đã không có con. Hà cớ gì con phải suy tính bởi một kẻ không yêu mình. Thư Kỳ nghe xong mặt bỗng dưng biến sắc, cho rằng bà Hồng không hiểu mình nên rút tay lại. Đưa ánh mắt khó chịu nhìn bà, trao đôi mày gắt gỏng mà nói: sao con có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Cho rằng con nhỏ đó là bạn gái của anh Vũ thật thì đã sao? Bọn họ cũng chưa phải vợ chồng chính thức. Mẹ nghĩ mà xem, con gái của mẹ đường đường là một tiểu thư giàu có, nhan sắc cũng chẳng kém cạnh ai, lại là designer trong một công ty nước ngoài có tiếng. Con nhỏ bán hòa thấp kém đó sao có cửa sánh với con? Anh Vũ có thể đang bị nó lừa gạt, nhất định con sẽ khiến anh Vũ sáng mắt bỏ nó mà quay về bên cạnh con. Nhưng mà thằng Vũ nó không có tình cảm với con, hôn nhân cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc. Ngược lại, mẹ cảm thấy Phong Dương hợp với con hơn. Thằng bé đẹp trai không kém cạnh Phong Vũ, nó cũng rất thích con, lại là phó giám đốc tập đoàn xây dựng. Con hãy thử mở lòng đón nhận Phong Dương, rồi sẽ có ngày thấy được ưu điểm của nó. Bà Hồng bỗng quay xe thay đổi suy nghĩ về Phong Dương. Dù trước đó rất thích Phong Vũ, có mong muốn anh làm rể của bà, sau cái hôm đi dự sinh nhật bà Hằng trở về thì suy nghĩ đó cũng lung lay. Cũng vì Thư Kỳ là đứa con gái duy nhất, không muốn cô chịu khổ nên thử khuyên ngăn. Nhưng Thư Kỳ quá cố chấp, nhắc đến Phong Dương cô ta càng đỏng đành bức xúc. Mẹ nhắc Phong Dương làm gì? Con không thích anh ấy. Người con yêu là Phong Vũ, mẹ hãy chờ mà xem. Có một ngày anh Vũ sẽ vui vẻ mà cưới con. Mẹ đừng nói gì nữa. Chuyện của con tự biết nên làm gì. Con hiểu mẹ muốn tốt cho con, nhưng nếu thương con, mẹ hãy ủng hộ con,
thay vì phản đối việc con theo đuổi tình yêu định sẵn thuộc về con. Trong ánh mắt của Thư Kỳ hiện rõ quyết tâm, tình yêu biến cô ta trở nên ngang ngạnh. Bà Hồng tưởng đâu rất hiểu Thư Kỳ nhưng bà đã sai. Rõ ràng muốn tốt cho con nhưng bị con xem là ngược lại. Bà Hồng nén tiếng thở dài, giấu sự bất lực vào trong, nhìn Thư Kỳ bằng đôi mắt trống rỗng, tiếp đó mím chặt đôi môi ngập ngừng mà nói. Được rồi, mẹ chỉ khuyên vậy thôi. Chuyện tình cảm của con thì tùy con vậy. Miễn sao con thấy hạnh phúc là được. Không còn sớm nữa, con uống sữa rồi nghỉ ngơi. Mẹ đi về phòng. Bà Hồng nói xong thì đứng lên, sải dài bước chân rời khỏi phòng Thư Kỳ. Cửa phòng vừa được đóng lại, Thư Kỳ cũng vì cơn ghen trong lòng dồn nén sự tức giận lên ly sữa. Bàn tay cô ta bóp chặt cái ly, nhìn nó uất ức mà nói. Mày là cái thá gì? Dám giành anh Vũ của tao. Chờ xem tao đối phó với mày ra sao. 9 giờ tối, tiệm hoa bất tử của Uyển Linh vẫn còn mở cửa. Thi thoảng một vài người khách vãng lai ghé vào. Uyển Linh một mình trông tiệm, còn em trai của cô bận học bài bên trong. Thấy ngột ngạt, Uyển Linh muốn ra phía trước hóng gió. Đi tới ngạch cửa, Uyển Linh ngẩng mặt nhìn lên. Nền trời đêm nay trăng sáng rực, khác với mọi ngày. Mặt trăng tròn vành vạnh rọi xuống mặt đường, một lớp ánh sáng mờ nhạt. Ban đầu Uyển Linh còn thắc mắc, ngọn đèn đường hôm nay sao sáng hơn mọi khi. Hóa ra do ánh trăng một phần, Uyển Linh không kìm được cảm xúc mà tặc lưỡi thầm thì. Trăng đêm 15, đẹp thật. Dự tính chỉ hóng gió chốc lát, rồi Uyển Linh đi vào. Nhưng càng nhìn càng bị sự huyền bí của ánh trăng đêm rằm thu hút. Bất giác Uyển Linh ngồi bệt xuống gạch ngay trước cửa tiệm, hướng mắt nhìn lên trời. Bầu trời đêm nay không có mây, trong suốt và sâu thẳm, giống như tâm trạng của Uyển Linh hiện giờ. Lòng man mác một nỗi buồn, suy nghĩ trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Phong Vũ. Ngoài những lúc lạnh lùng ra, còn lại anh tạo cho Uyển Linh cảm giác rất ấm áp và được chở che khi bên cạnh. Đã qua mấy ngày, Uyển Linh không liên lạc với Phong Vũ. Cứ tưởng sau khi giúp Phong Vũ xong thì cô sẽ rất thoải mái, sẽ không bị anh làm phiền, sẽ không vô cớ bị bắt đi đến những nơi mà cô không thích. Nhưng hình như mọi thứ đều đi ngược lại. Tất cả những gì cô không thích bây giờ đều trở thành dấu ấn, khiến Uyển Linh khó mà quên được. 15 phút đã qua, Uyển Linh vẫn cứ ngồi thư trước cửa, ánh mắt vẫn hướng lên trời, trông Uyển Linh có vẻ trầm tư. Lúc cô đang bận suy nghĩ, một bàn tay đột nhiên chạm vào vai cô, từ phía sau cất giọng. Chị hai, khuya rồi, sao chị hai còn ngồi đây? Uyển Linh giật mình quay đầu lại thì Đình Chí đã tiến lại ngồi cạnh cô. Uyển Linh nhìn em trai mỉm cười nói. Em làm bài tập xong chưa? Chị hai ngồi hóng gió, không ngờ lại bị vầng trăng đêm rằm thu hút nên quên mất thời gian. Em làm xong rồi, em ra xem chị hai dọn dẹp tiệm chưa? Em phụ chị hai. Đình Chí nghe Uyển Linh nói cũng tò mò ngước mặt nhìn lên bầu trời. Trăng có tròn và sáng nhưng không đẹp giống như cảm nhận của Uyển Linh. Em thấy cũng bình thường, sao chị hai lại thấy đẹp? Uyển Linh mỉm cười nghĩ Đình Chí là con trai, dĩ nhiên không sâu sắc. Vừa nãy to lắm, chắc càng về khuya trăng càng khuất và nhỏ dần. Chắc là như vậy, mà thôi muộn lắm rồi không có ai mua hoa nữa đâu. Mình đóng cửa dọn dẹp nha chị hai. Ừ. Uyển Linh nói xong thì đứng lên cùng Đình Chí thu dọn đồ đạc. Vài phút sau tiệm hoa cũng tắt đèn. Căn nhà vừa trở nên tĩnh mịch thì chiếc Mercedes-Benz của Phong Vũ đột nhiên chạy ngang qua và dừng lại trước cửa tiệm hoa. Phong Vũ ngồi trong xe hạ kính, âm thầm đưa mắt nhìn tiệm hoa một hồi lâu thì rời khỏi. Qua vài hôm, Thư Kỳ nhận được cuộc gọi đến trong giờ làm việc. Sau khi nghe xong, cô ta bỏ điện thoại vào trong túi sách, vội vã di chuyển xuống nhà xe và lái con Lexus rời khỏi công ty. Cách đó không xa, có một quán cà phê tên là Bean Tree. Vừa đến nơi, Thư Kỳ đột nhiên cho xe tấp vào rồi đi vào bên trong. Thư Kỳ vừa đi vừa ráo rác nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm ai đó. Cùng lúc này phía xa tầm mắt, Thư Kỳ bất ngờ một cánh tay đưa lên cao. Thư Kỳ nhìn thấy nên di chuyển lại gần. Chào cô uống gì? Trước mặt Thư Kỳ là một người đàn ông cao to, mặt mày bặm trợn,
xăm trổ cả hai tay. Hắn trông không phải giang hồ thì cũng chẳng phải người tử tế. Gọi dùng tôi ly nước cam. Thư Kỳ kéo nhẹ cái ghế ngồi xuống. Đối diện với gã đàn ông, gương mặt Thư Kỳ cũng trở nên nghiêm nghị. Thư Kỳ đặt chiếc túi sách lên bàn, ngả lưng tựa vào thành ghế, rồi cất tiếng. Sao rồi? Chuyện tôi nhờ anh điều tra tới đâu rồi? Hắn không đáp lời Thư Kỳ ngay, mà thong thả cầm ly cà phê đen trên bàn khuấy nhẹ vài cái và đưa lên thưởng thức. Hớp xong một ngụm, hắn đặt ly cà phê xuống bàn, rồi quan sát sắc mặt Thư Kỳ. Cảm nhận được sự nóng lòng từ cô ta, hắn liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc phong thư, đưa đến trước mặt Thư Kỳ và nói. Bên trong có một vài tấm ảnh tôi chụp được, xốp hoa đó là của cô ta. Cô ta còn một người em trai khoảng 16-17 tuổi đang đi học. Ba mẹ cô ta đã mất dưới quê, giờ chỉ có hai chị em. Nguồn thu nhập chính cũng dựa vào cái tiệm hoa nhỏ xíu đó. Thư Kỳ đưa mắt nhìn người đàn ông rồi cầm phong thư mở ra xem. Bên trong có vài bức hình và cô gái trong tấm ảnh bị hắn ta chụp được chính là Uyển Linh. Sau khi nhìn qua mấy tấm ảnh mà hắn đưa, Thư Kỳ thấy không có gì đặc biệt, chỉ là một vài hoạt động ngày thường trong tiệm hoa của Uyển Linh. Nên ngay lúc đó Thư Kỳ đã đem tất cả bỏ vào trong chiếc phong thư, cầm nó vỗ nhẹ vào lòng bàn tay vài cái rồi bĩu môi, nhếch mép lên cười khẩy. Thế này mà dám giành anh Phong Vũ với tao? Mày còn thua xa, cứ chờ mà xem. Cô gái ấy trông cũng rất xinh đẹp, cô ta đắc tội gì với cô sao lại điều tra người ta? Sau nụ cười đắc ý của Thư Kỳ, hắn liền nói vào một câu và nhận về sự khó chịu từ cô ta. Chuyện riêng của tôi, anh thắc mắc làm gì? Ok, sorry, coi như tôi đã nhiều chuyện, nhiệm vụ cô cần tôi đã làm xong, bây giờ thì... Mắt của hắn chớp lia hướng nhìn Thư Kỳ, khóe miệng nhếch lên rồi vẫy vẫy ngón tay. Dụng ý của hắn không cần nói, Thư Kỳ dư sức hiểu thứ mà hắn cần đang nằm trong chiếc túi hơ mẹt của cô ta. Thư Kỳ vội mở khóa túi, lấy ra một chiếc phong bì dày cộm ném về phía hắn. Thù lao của anh, cảm ơn, lần sau cần tôi sẽ gọi. Hắn vừa nhận phong bì đã vội mở ra, thấy xấp tiền bên trong cũng kha khá, hắn nhếch môi lên khoái chí cười. Làm việc với người biết điều như cô tôi rất thích. Ok, khi nào cần thì nhớ tìm tôi. Còn bây giờ thì tôi đi trước. Bye. Hắn nói xong vội cầm phong bì chứa tiền bỏ vào túi quần, rời khỏi quán cà phê trước. Thư Kỳ vẫn còn ngồi lại, trong đầu đang suy tính điều gì mà nghệt mặt trầm tư. Vài giây sau, cô ta đã vội cầm điện thoại lên, gọi vào một số máy lạ. Giúp tôi làm một chuyện. Nói xong những gì mong muốn, Thư Kỳ cất vội điện thoại vào trong túi sách và rời khỏi quán. Ngày hôm sau, giờ trưa tại công ty Đại Phát, trong phòng làm việc của giám đốc. Trên bàn làm việc, tài liệu về các công trình đang chất chồng để chờ Phong Vũ xem duyệt. Nhưng vừa xem chỉ được một nửa, thì quyển tài liệu đã bị Phong Vũ đóng lại và đẩy sang một bên. Thấy hơi mệt, anh ngả lưng tựa vào chiếc ghế xoay, đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán vài cái. Ngay lúc này anh lại nghĩ đến Uyển Linh, hình ảnh về cô vừa xuất hiện trong đầu, cùng lúc miệng Phong Vũ phát ra tiếng nói. Cô ấy đang làm gì? Chỉ mới mấy ngày không gặp, không liên lạc với Uyển Linh, mà Phong Vũ đã như mất hồn, làm việc cũng không tập trung. Một Phong Vũ được cho là lãnh đạm, luôn đặt công việc lên hàng đầu, giờ đây chỉ vì một người con gái mà tâm trí bấn loạn. Mấy ngày qua sao không nghe máy? Liệu có xảy ra chuyện gì với cô ấy hay không? Ngẫm nghĩ một hồi, Phong Vũ đổ người về phía trước, với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Khóa màn hình vừa mở, Phong Vũ liền gọi vào số máy của Uyển Linh. Chỉ có tiếng chuông đổ, đầu dây bên kia không hồi đáp. Gương mặt Phong Vũ trở nên ảm đạm, sau đó chạm ngón tay vào màn hình cố gọi thêm lần nữa. Alo, tôi đây. Lần này Uyển Linh đã bắt máy. Phong Vũ vừa nghe được giọng nói của Uyển Linh, cả người như có sức sống trở lại. Hai mắt liền sáng rực, hàng lông mày giãn ra. Gương mặt của anh không còn vẻ u ám nữa. Anh vội đáp lời Uyển Linh. Cuối cùng cô cũng chịu bắt máy. Những ngày qua không liên lạc được với cô, tôi rất lo. Xin lỗi do tôi có chút việc bận. Giọng Uyển Linh trầm xuống,
âm điệu nhẹ nhàng không giống với tính cách ngày thường hay bắt bẻ của cô. Đầu dây bên này Phong Vũ vừa nghe đã thấy có vấn đề nên hỏi lại. Cô sao vậy? Có chuyện gì buồn không? Hay là giận tôi? Sao tôi phải giận anh? Tôi vẫn bình thường. Anh đừng suy diễn lung tung. Đây mới đúng là giọng điệu Phong Vũ cần được nghe. Uyển Linh thật không giận anh giống như những gì anh suy tưởng. Chắc là tôi đã nghĩ quá nhiều. Tôi muốn nói mấy hôm nay tôi bận. Khoan đã, tôi có điện thoại. Tôi tắt máy trước đã. Vậy nha, bye anh. Uyển Linh nói xong đã vội tắt máy. Phong Vũ còn chưa nói hết ý thì bên kia đầu dây chỉ vọng lại 3 tiếng tút 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 rồi tắt hẳn. Không còn nghe thấy giọng của Uyển Linh, Phong Vũ buồn bã di chuyển chiếc điện thoại xa xa. Đôi mắt lúc này mang dáng vẻ trầm tư. Trên chiếc ghế xoài, Phong Vũ nghệt mặt cầm chặt điện thoại mà thắc mắc. Có đúng như vậy, Uyển Linh có thật sự bận hay do cô ấy không muốn nói chuyện với mình? Tâm tư Phong Vũ có chút mông lung, chỉ mong những gì vừa suy nghĩ chỉ là do bản thân suy diễn lung tung. Phong Vũ ngồi thẫn thờ giây lát, tâm trạng dẫu đang bối rối, nhưng ngay sau đó anh đặt lại điện thoại lên bàn làm việc. Số tài liệu trước mặt cần anh giải quyết, Phong Vũ liền mở máy tính lên. Tệp dữ liệu vừa mở ra thì trước cửa phòng vọng vào tiếng gõ cửa. Phong Vũ thẳng lưng ngồi ngay ngắn, đưa bàn tay mần mê chỉnh lại chiếc cà vạt trước khi thanh âm lạnh lùng vang lên truyền ra bên ngoài. Mời vào. Nhận được lệnh, cô thư ký của Phong Vũ mở cửa đi vào rồi đứng lại trước bàn làm việc của anh. Dạ sếp, chiều nay 6 giờ có lịch hẹn với Trần Tổng tại Đờ Ạt. Tôi biết rồi, cô về phòng làm việc đi. Dạ em xin phép. Đối diện với gương mặt lạnh như tiền của Phong Vũ, cô thư ký không dám nén lại lâu hơn. Cô vừa rời khỏi căn phòng thì Phong Vũ cũng tạm ngừng đôi tay khỏi chiếc máy tính trên bàn. Nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay với Trần Tổng, Phong Vũ bất giác phả ra một hơi thở dài, gương mặt trầm ngâm, không thoải mái. Nhanh vậy, cuộc hẹn chiều nay với một vị khách hàng đã đến. Bó hoa được đặt là một bó hồng đỏ đích thân Uyển Linh phải mang đi giao. Địa chỉ và tiền Uyển Linh đã nhận được. Tiệm hoa giao cho Đình Chí ở nhà trông coi. Bây giờ cô chuẩn bị đi đến địa chỉ mà người đàn ông kia căn dặn trước đó. Đi theo hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại, Uyển Linh cũng đến được nơi cần giao hoa. Vừa dựng trống xe, Uyển Linh mở điện thoại lên nhìn kỹ một lần nữa. Đờ Ạt, đúng là quán này rồi, nhưng mà... Uyển Linh nhìn vào bảng hiệu đúng với địa chỉ người đàn ông kia yêu cầu. Nhưng khi biết đây không phải là nhà hàng, không phải một chỗ nào khác, mà lại là một quán bar, Uyển Linh đã sững sờ đứng im lặng. Những viễn cảnh về quá khứ trước đó bỗng nhiên hiện hữu trong suy nghĩ, khiến đôi chân Uyển Linh đột nhiên chùn bước. Mặt Uyển Linh cũng trắng bệch, đôi tay đang cầm bó hoa bất giác run rẩy. Uyển Linh sợ hãi đứng trước cửa quán bar. Cùng lúc đó, một nhân viên bảo vệ đang giữ xe đã tiến đến chỗ cô, nhẹ giọng hỏi thăm. Này cô có bị làm sao không? Cô không khỏe hay sao mà mặt cô nhợt nhạt quá? Có cần tôi giúp gì không? Uyển Linh cố nén nỗi sợ vào trong nhìn người bảo vệ mà ngập ngừng. Cảm ơn anh, tôi không sao. Tôi đến giao hoa cho một vị khách ở đây. À, hèn chi tôi thấy cô cầm theo bó hoa to đùng. Mà hôm nay quán bar có khách đến tổ chức sinh nhật nữa sao ta? Tôi không biết, tôi được anh kia đặt và dặn tôi chiều nay giao đến đây cho người yêu của anh ấy. Mà cô không sao thật không? Trông mặt cô kém sắc quá. Cảm ơn, tôi không sao. Vậy thôi, cô mang hoa vào bên trong đi. Ừ, tôi biết rồi. Người bảo vệ vừa rời đi, nụ cười gượng gạo trên khóe miệng của Uyển Linh cũng tắt hẳn. Cô hướng mắt nhìn vào quán bar. Đây không phải nơi cô từng làm việc trước đó, nhưng cảm giác sợ hãi và nỗi ám ảnh vẫn còn. Mất vài phút đứng bên ngoài, Uyển Linh mới lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn xuống bó hoa trên tay, nghĩ đến tâm huyết đặt vào căn tiệm nhỏ. Cô bất giác phả ra một hơi dài, rồi chậm rãi bước đi vào bên trong. Dưới hầm ba lúc này, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy đến chói mắt. Tiếng cười nói, tiếng nhạc sập sình đan xen vào nhau. Trên sàn nhảy là những vũ công bốc lửa đang uốn éo thân mình. Tất cả những người đến đây đều nằm trong giới thượng lưu, thương nhân,
cô chiều cậu ấm đều có đủ. Mọi người đến đây đều vì rượu và vì tình. Đứng từ xa, Uyển Linh say chán, thật ồn ào. Phải mấy năm rồi cô mới quay trở lại, những ký ức đáng sợ năm đó lại ùa về. Không sao cả, Uyển Linh à, chỉ giao hoa thôi mà, cố lên. Uyển Linh rón rén cầm theo bó hoa tự trấn an bản thân mình, vừa đi vừa ráo rác tìm kiếm xung quanh. Nhưng chỉ mới vào chiều quán bar đã đông khách, Uyển Linh không biết ai mới chính là chủ nhân của bó hoa mà cô đang cầm. Quan sát qua, Uyển Linh chỉ thấy mỗi chiếc bàn số 6 cách chỗ cô đang đứng tầm vài bước chân. Nhóm người bọn họ đang chiêu và bay bổng trong bản nhạc sôi động vừa được mở. Nhưng Uyển Linh không nhìn họ mà chỉ để ý chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Một trong những người ấy có phải là chủ nhân của bó hoa hồng này? Uyển Linh không chắc suy đoán của cô là đúng nên đã lấy điện thoại gọi vào số máy của người đàn ông đã đặt hoa của cô. Tiếng chuông đổ từng hồi. Uyển Linh dán mắt nhìn về nhóm người ngồi kia. Một người đàn ông trong số họ đột nhiên cầm điện thoại lên. Vừa thấy hành động đó, Uyển Linh liền di chuyển bước chân. Đến trước họ, Uyển Linh khựng lại rồi cất giọng. Chào anh có phải là Dũng? Hôm qua anh có đặt tôi một bó hoa hồng và yêu cầu tôi giao đến đây cho anh. Tiền tôi đã nhận, còn đây là hoa của anh. À đúng, tôi là Dũng, cảm ơn nhé. Người đàn ông tên Dũng nhận lấy bó hoa rồi đưa sang cho cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Tặng bé, sinh nhật vui vẻ nha cưng. Cảm ơn anh yêu. Một cái chạm môi phát ra tiếng. Tên Dũng và bạn gái thật biết làm cho người khác ngượng nghịu thay. Uyển Linh đứng chứng kiến cũng thấy ngại. Nhưng cô gái kia vui, trong lòng Uyển Linh cũng hạnh phúc. Vì bó hoa do cô tự tay cắm đã làm cho cô gái kia rất thích. Chúc mừng sinh nhật cô. Hoa tôi cũng đã giao xong, tôi xin phép. Trách nhiệm đã xong, Uyển Linh không muốn nén lại nơi phiền toái này lâu hơn nên muốn ra về. Nhưng mọi chuyện đã không như cô suy nghĩ. Vẻ đẹp của cô đã bị một tên đi cùng họ nhắm trúng. Uyển Linh vừa quay người thì cánh tay của cô đã bị hắn giữ lại. Khoan đã, cô em bán hoa sao lại xinh thế này? Dù gì cũng lỡ tới đây thì ở lại uống cùng bọn anh vài ly. Hắn vừa cợt nhả với Uyển Linh xong thì quay sang tên Dũng. Rót dùng tao một ly để tao mời em gái xinh đẹp. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Tôi đến đây chỉ để giao hoa. Trách nhiệm của tôi với anh Dũng đã xong. Tôi xin phép tôi phải đi về. Uyển Linh gạt tay hắn rồi quay người muốn nhanh rời khỏi quán bar. Nhưng lần nữa Uyển Linh bị bạn của tên Dũng ngăn lại. Hắn đứng lên chắn ngang trước mặt Uyển Linh, cố tình muốn giữ chân cô. Không biết thì để anh chỉ cho uống. Ngồi xuống đi mà. Hắn không chỉ nói mà còn đưa tay chạm vào người Uyển Linh, sợ thói đùa cợt khiến cho cô vô cùng khó chịu. Anh làm gì vậy? Đây là chỗ đông người, mong anh giữ tự trọng cho. Đối diện với hắn, Uyển Linh mở to đôi mắt, mày nhíu lại, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Uyển Linh đã không thể mềm mỏng được với loại người không tử tế như hắn. Cô như mất bình tĩnh, còn hắn vẫn trơ ra sự gian xảo. Hắn không vì sự tức giận của Uyển Linh mà ngừng lại. Anh có làm gì cô em đâu. Anh chỉ muốn em uống cùng anh một ly rượu thôi mà. Một ly đâu có khó lắm đâu. Nếu em muốn ra về thì em phải cố gắng thôi. Hắn kèo cưa với Uyển Linh trong khi lại đưa mắt nhìn tên Dũng. Ánh mắt đó liệu có ẩn tình gì bên trong? Bọn họ đang có ý đồ gì với cô chăng? Uyển Linh giờ lại rơi vào thế khó. Bị gã đàn ông đó khó dễ nhưng không thể làm gì. Cô không phải không biết uống rượu. Nhưng từ khi làm lại cuộc đời, Uyển Linh đã tự hứa với lòng sẽ không đụng vào dù chỉ là một giọt. Lẽ nào hôm nay vì một tên dê sồm mà cô phải làm trái quy tắc đã đặt ra? Càng nghĩ càng thêm rối, Uyển Linh vì phân vân cả người cũng ngớ ra. Tên Dũng thấy Uyển Linh im lặng thì lên tiếng. Bạn anh không có ý gì xấu vì sự xinh đẹp của em, nên ông muốn được uống cùng em một ly rượu. Em không cần phải sợ. Đúng vậy, cô uống đại đi. Một chút rượu đâu có say mà cô sợ. Uống đi rồi còn về. Cô bạn gái, người yêu của tên Dũng cũng nói thêm vào. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau rất đáng nghi ngờ. Nếu không phải bỡn cợt Uyển Linh, thì giữa họ ắt hẳn đang có toàn tính điều gì đó. Uyển Linh bỗng trao đôi mày suy nghĩ. Bị lời nói của bọn họ tác động, Uyển Linh nắm chặt bàn tay,
bất đắc dĩ phát ra tiếng. Thôi được, tôi sẽ uống. Uống xong các người phải để tôi về. Ok, chỉ cần cô em uống hết ly rượu này, anh sẽ để em ra về. Dũng, đưa ly rượu cho tao. Nhận ly rượu từ tên Dũng, gã bạn của anh ta liền đưa qua cho Uyển Linh. Cô vừa nhìn ly rượu thì nỗi ám ảnh năm nào lại ùa về trong tiềm thức. Để nhanh rời khỏi nơi đây, Uyển Linh gồng mình bưng ly rượu một hơi nốc cạn. Xong, bây giờ tôi về được rồi chứ? Ok, em đã có thể đi. Nhìn ly rượu đã cạn tới đáy, khóe môi hắn liền nhếch thành một đường cong ngạo mạn. Hắn bước sang một bên để Uyển Linh rời khỏi. Nhưng cô vừa bước quay lưng lại thì mọi thứ trước mắt bỗng quay cuồng. Chỉ mới một ly lẽ nào cô đã say. Uyển Linh vỗ vỗ vào đầu và cố bước đi. Đôi chân bắt đầu loạng choạng. Cô vừa quay lưng tên Dũng và gã bạn của hắn, đồng thời nhìn nhau nhếch môi cười gian xảo. Vừa ra khỏi hầm ba, Uyển Linh đã thấy khó chịu, nóng ran cả người, lại thêm cảm giác buồn nôn. Nên ngay khi đó cô muốn vào nhà vệ sinh. Uyển Linh vừa đi vừa cào cấu cơ thể. Phía trước là toilet, Uyển Linh chỉ muốn lao nhanh vào nên không biết phía sau gã đàn ông xấu bạn tên Dũng kia đi theo cô. Phòng Vũ vì chuyện công việc phải miễn cưỡng đến 3. 6 giờ có hẹn nhưng vì kẹt xe nên 5 phút sau anh mới đến quán. Đậu xe bên ngoài, Phong Vũ một mình đi vào hầm 3. Thời điểm đó Uyển Linh từ bên trong đi ra sắn ngang qua Phong Vũ, nhưng anh không nhìn thấy. Cả hai sớt qua nhau sau Uyển Linh đã quay người về phía toilet. Không chút cảm giác về sự hiện diện của Uyển Linh, bước chân Phong Vũ một mạch đi vào bên trong. Vừa tới ngạch cửa, Phong Vũ đứng lại đưa mắt nhìn vào. Trên chỗ sàn nhảy, mấy cô gái vũ công và một đám người trai gái đang uốn éo thân mình, lắc lư theo nhạc. Tác phong của bọn họ khiến Phong Vũ chán ghét. Nếu không phải chiều lòng đối tác, người đàn ông mang danh Trần Tổng, thì những nơi kiểu vũ trường náo nhiệt như này Phong Vũ sao có thể đặt chân bước vào. Phong Vũ đứng ở góc khuất, có thể thấy 3 giờ này rất đông và bị phun chỗ. Chỉ duy nhất một bàn còn trống chưa có ai. Phong Vũ cầm chiếc cặp da màu đen đi thẳng đến. Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ tiến lại hỏi. Anh dùng gì ạ? Cho tôi một chai whisky, cảm ơn. Tiếng nhạc sập sình trong ba lúc này lấn át đi tiếng nói. Phong Vũ ngồi một mình chờ vị Trần Tổng kia đến. Trước mặt anh là sàn nhảy và đám trai gái đang lắc lư bên trên. Bọn họ ăn mặc thiếu vải, nhảy nhót phản cảm chẳng khác gì những kẻ ăn chơi. Phong Vũ ngồi bên dưới không muốn nhìn họ nên quay mặt sang chỗ khác. Né sàn nhảy, Phong Vũ lại bị ánh sáng của những chiếc đèn màu 7 sắc xoay chiều rọi vào mặt. Chưa hết chóng mặt, Phong Vũ lại cảm thấy đau đầu và ù tai vì công suất nhạc mở quá lớn. Phong Vũ tự nhận những ồn ào sôi động như này không thích hợp với anh. Không chịu được, Phong Vũ đưa tay day day hai bên vùng thái dương. Nếu không vì công việc, Phong Vũ đã bỏ về từ lâu. Giám đốc Lăng, đợi chú có lâu không? Giọng nói truyền đến tai, Phong Vũ liền ngẩng mặt. Đứng trước anh là một người đàn ông độ tuổi trung niên, bụng hơi phệ. Ông ta cũng đang cầm một chiếc cặp màu đen. Thấy ông ta, Phong Vũ bật đứng lên, bàn tay chìa về phía trước, nhoẻn miệng cười. Chú Thành, cháu cũng vừa đến không lâu. Xin lỗi cháu, do kẹt xe nên chú tới trễ, cháu gọi thức uống chưa? Vừa rồi cháu có gọi chai whisky nhưng chưa thấy mang ra. Chú Thành mời ngồi. Ông Thành là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Đại Thành, đối tác lớn của Đại Phát. Cũng vì nể mặt ông ta, Phong Vũ mới miễn cưỡng đến quán bar, nơi phức tạp để bàn chuyện công việc. Chú Thành, chú đến rồi, vậy chúng ta bàn chuyện luôn nha chú. Cứ từ từ, chú cháu mình còn chưa uống rượu cơ mà. Chuyện công việc dĩ nhiên phải bàn, cháu khoang hẳn vội. Dạ vâng. Ông Thành ngắt ngang ý định của Phong Vũ, làm sự nóng lòng của anh cũng phải nén lại vì hợp đồng lớn của công ty. Dạ, xin lỗi vì để anh đợi lâu. Chai whisky và trái cây của anh đây ạ. Rượu được Phong Vũ gọi nãy giờ đã mang ra. Nữ nhân viên phục vụ đặt xuống bàn xong thì rời khỏi. Nhưng ngay lúc đó ông Thành bất ngờ lên tiếng. Đợi đã, phiền cô bé một chút, có thể rót rượu giúp chúng tôi. Dạ, tôi... Không cần phiền cô bé đâu chú, chuyện này cháu có thể làm được. Chỉ là rót rượu, chẳng lẽ cô em làm không được, có cần tôi gọi quản lý đến không?
Lời đề nghị của ông Thành qua cái nhìn của Phong Vũ liền trở thành dụng ý. Chỉ là một cô bé nhân viên ông ta cũng nhắm đến. Phong Vũ muốn giải vây nhưng tiếng nói của anh không nhằm gì, vì anh còn phải cả nể, nhân nhường ông ta. Đứng trước mặt anh, cô bé run rẩy gượng ép bản thân cầm chai rượu lên. Nỗi sợ lúc này tạo nên áp lực, cô gái ấy vụng về vô tình làm đổ rượu vào người Phong Vũ. Tôi xin lỗi, tôi mới vào làm nên chưa có kinh nghiệm, tôi lau giúp cho anh. Không cần, tự tôi làm được, để rượu đấy em vào trong đi. Gương mặt tái xanh, cô bé hốt hoảng liếc mắt sang ông Thành, thì nhận lại sự gắt gỏng và nguýt dài của ông ta. Vụng về, đi vào đi. Cô gái đó vừa rời khỏi, ông Thành quay qua Phong Vũ. Cháu có làm sao không? Nhân viên ở đây thật là... Dạ cháu không sao, chỉ bị ướt một tí, cháu vào nhà vệ sinh một chút. Ừ, cháu đi đi, chú chờ. Phong Vũ rời khỏi chỗ ngồi đi tìm nhà vệ sinh. Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị đổ rượu vào gây nên một vết bẩn. Phong Vũ vì sự kỹ tính phải đi rút nước ngay. Vào toilet, Phong Vũ đi đến mở vòi nước. Thanh âm xóc xách bên dưới vòi chảy nhẹ. Phong Vũ dùng tay hứng nước rửa vết bẩn trên áo. Bỏ ra, không tôi hét lên đó. Tiếng la thất thanh truyền tới nhà vệ sinh nam. Phong Vũ ngừng tay khóa vòi nước lại. Trong một không gian tĩnh lặng, âm thanh đó lần nữa truyền tới nhưng vang và rõ hơn. Anh làm gì vậy, anh buông ra. Trong nhà vệ sinh chỉ có mình Phong Vũ. Càng lắng tai nghe thì giọng nói đó lại càng quen thuộc, khiêu khích sự hiếu kỳ của anh. Ngay lúc đó Phong Vũ rời khỏi nhà vệ sinh, đi theo hướng thanh âm vừa rồi anh đã nghe. Càng di chuyển, Phong Vũ càng đi sâu vào bên trong. Đến một căn phòng, Phong Vũ khựng đứng lại, áp tai vào cánh cửa. Đây là phòng VIP, cô có la cũng không ai nghe. Cô em đẹp thuần khiết như vậy mà lại đắc tội với người khác, chỉ trách cô xui xẻo. Buông ra, anh không được đụng vào người tôi. Giọng nói vọng ra từ bên trong khiến Phong Vũ giật mình, kinh hãi phát ra tiếng. Uyển Linh, là giọng của Uyển Linh. Dầm. Sau một cú đạp mạnh, cánh cửa phòng bất ngờ mở toang. Phong Vũ xông thẳng vào trong kéo tên đàn ông khốn kiếp đang bắt nạt Uyển Linh xuống giường. Mày, sao mày dám? Mày có biết cô ấy là ai không hả? Gã đàn ông chưa kịp phản ứng đã bị nắm đấm từ Phong Vũ vung thẳng vào mặt. Liên tiếp ba lần chịu sự tác động mạnh, hắn nằm bẹp xuống sàn nhà. Phong Vũ vội chạy đến giường đỡ Uyển Linh ngồi dậy, đưa tay lay nhẹ người cô. Uyển Linh, tôi Phong Vũ đây, cô có làm sao không? Uyển Linh thậm chí đang mơ hồ, mọi thứ trước mắt quay cuồng. Qua cái nhìn mơ màng, cô nhận ra Phong Vũ. Phong Vũ, là anh thật sao? Đúng vậy, tôi Phong Vũ đây. Cô sao lại có mặt ở nơi này? Tôi thấy nóng quá, giúp tôi khó chịu quá. Uyển Linh bấu chặt tay Phong Vũ, miệng không ngừng rên rỉ. Biểu hiện của Uyển Linh rất lạ, trông không giống như một người say rượu bình thường. Đối diện với Phong Vũ, hai má cô ửng hồng hết lên, cả người như bị lửa thiêu đốt, cơ thể phát ra sự bứt rứt khiến ngứa ngáy khó chịu đứng ngồi không yên. Tình trạng của Uyển Linh hiện giờ e là không thể giải đáp thắc mắc trong lòng Phong Vũ. Anh liên tục lay người cô, ánh mắt hiện rõ nỗi lo. Cô bị làm sao vậy Uyển Linh? Sao uống nhiều rượu thế này? Uyển Linh không còn đủ nhận thức về mọi chuyện đang xảy ra. Chỉ biết trước mặt cô là Phong Vũ và cảm giác nóng bức trong người làm cho cô chỉ muốn được đối phương đáp ứng. Không được, tôi phải đưa cô rời khỏi đây. Gương mặt căng thẳng, Phong Vũ loay hoay dìu Uyển Linh ngồi dậy. Tâm trí dồn hết vào cô, Phong Vũ đã quên mất căn phòng này không chỉ có hai người. Gã đàn ông bị Phong Vũ đánh vừa nãy đã gượng dậy, hắn ở phía sau vung sẵn nắm đấm lao về phía anh. Uyển Linh nhìn thấy kịp thời lên tiếng. Phía sau. Thần trí Uyển Linh mặc dù không được tỉnh táo, nhưng gặp chuyện nguy hiểm cô vẫn nhận thức được. Trong ánh mắt của cô, Phong Vũ thấy sự hốt hoảng thì ngoái đầu nhìn lại. Chẳng những né được cú đánh lén của hắn, Phong Vũ còn kịp phản đòn, đấm một cú mạnh vào vùng bụng dưới, khiến hắn ôm bụng nhăn nhó mặt mày. Mày là thằng nào? Chỗ tao và người yêu đang vui vẻ sao mày dám? Hắn chỉ trỏ ngón tay về phía Phong Vũ, nhưng anh điềm tĩnh một cách lạ thường. Đối diện với hắn không chút sợ hãi. Bước chân chậm rãi tiến lại gần, bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo của hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, Phong Vũ bất giác mím môi nghiến răng mà nói.
đừng có nhận bừa, cô ấy là bạn gái của tao. Tao vừa gọi báo công an, mày còn không rời khỏi đây thì đừng trách. Hắn xanh chành mặt mày, sợ hãi trước ánh mắt kiên định của Phong Vũ, lại càng sợ chuyện bỏ thuốc Uyển Linh bại lộ. Hắn hoảng hồn dùng lực đẩy Phong Vũ ra xa rồi bỏ chạy. Tôi muốn anh giúp tôi đi. Tình trạng của Uyển Linh nghiêm trọng dần, cô liên tục đòi hỏi. Trong lúc này miệng cô toàn nói ra những lời kỳ quặc. Cô bước xuống giường đi chân trần về phía Phong Vũ. Đứng trước gương mặt sắc lạnh, Uyển Linh chớp nhẹ mi mắt rồi giơ hai tay áp vào mặt Phong Vũ mỉm cười nói. Anh có biết anh đẹp trai lắm không? Tại sao tôi lại thích một người kiêu ngạo như anh? Uyển Linh nói xong lại dùng đôi bàn tay không yên phận ấy chạm vào mân mê vòng ngực săn chắc của Phong Vũ. Một người đàn ông chưa từng trải cũng bị làm cho đỏ mặt. Uyển Linh, cô sai rồi, tôi đưa cô về. Tôi khó chịu quá, Phong Vũ, Phong Vũ. Uyển Linh loạng choạng dựa vào lồng ngực của Phong Vũ, ưỡn ẹo thân dưới. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô không ngừng cào cấu cơ thể. Cúc áo trên cùng cũng bị cô bứt ra. Phong Vũ có chút rung động nhưng vẫn tử tế giúp cô cài lại. Cô đã uống cái gì? Phong Vũ ôm chầm cơ thể cô nhíu mày hỏi. Lúc nãy giao hòa tôi bị một gã đàn ông làm khó. Em tôi uống hết ly rượu mới được ra về. Nhưng tôi khó chịu quá. Uyển Linh thở dốc, mồ hôi rịn ra trên cơ thể. Lẽ nào cô đã bị bỏ thuốc? Phong Vũ bế Uyển Linh lên, bộ dạng hiện tại của cô làm sao có thể ra về. Vì vậy Phong Vũ đành tạm để cô nằm trên giường. Uyển Linh, nằm đây chờ tôi. Phong Vũ, đừng bỏ tôi cần anh. Câu nói của Uyển Linh khiến đôi chân Phong Vũ chùn bước, ý định chờ ra gặp ông Thành bị gác lại. Phong Vũ quay người đi về phía cô. Ngồi trên giường, Phong Vũ cầm điện thoại gọi vào số ông Thành. Dạ chú Thành, Thành thật xin lỗi chú. Chuyện hợp đồng mình rời sang hôm khác được không chú? Vừa rồi trong nhà vệ sinh, cháu nhận được tin một người bạn bị tai nạn nên đã chạy qua đó. Thật xin lỗi vì giờ này mới gọi về cho chú. Bên kia đầu dây, thái độ của ông Thành cũng cảm thông mà đồng ý. Phong Vũ, tôi nóng, giúp tôi mở máy điều hòa. Uyển Linh cắn nhẹ môi dưới, nước mắt tràn ra. Nóng, nóng quá. Trên chiếc giường hơi thở phả ra gấp rút. Bên cạnh những lời khiêu gợi, Uyển Linh mặc tình kéo Phong Vũ về phía cô. Đầu anh cúi xuống chỉ thiếu chút nữa, môi anh đã chạm vào môi cô. Khi ấy Phong Vũ đã ghì tay xuống giường. Mặt anh bây giờ chỉ cách sự xinh đẹp tầm vài cm. Chưa bao giờ anh được ngắm Uyển Linh ở một cự ly gần giống như lúc này. Sức hút từ đôi môi đỏ mọng như quả hồng đang chín ập vào mắt của anh. Phong Vũ hơi đỏ mặt, chớp nhẹ hàng lông mi, trong lòng có chút bối rối. Nhưng lúc đó Phong Vũ đã cố kiềm chế bản thân, ngồi lại ngay ngắn và cầm điện thoại gọi cho một người bạn làm bác sĩ. Alo Minh, tao có một người bạn uống nhầm thuốc kích thích, có cách nào làm giảm tác dụng của thuốc? Phải xem người bạn đó của mày đã có triệu chứng nóng bức và đổ nhiều mồ hôi chưa. Nếu chưa thì dội nước lạnh. Còn giống lời tao vừa nói thì chỉ có quan hệ thuốc mới hết tác dụng. Tắt điện thoại, Phong Vũ căng thẳng đưa mắt nhìn xuống Uyển Linh. Đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo. Trong cơn mơ hồ, cô đã bật dậy bất ngờ ôm chặt Phong Vũ. Bàn tay theo đó luồn sâu vào cổ áo sơ mi của anh mặc tình mân mê. Dưới sự khiêu khích, Phong Vũ ngồi im bất động, cả người đơ ra. Uyển Linh bị thuốc kích thích càng chạm càng sâu. Bàn tay của cô đã chạm vào điểm nhạy cảm nào đó trên cơ thể Phong Vũ, đánh thức bản năng của một người đàn ông. Phong Vũ không gồng mình chịu đựng nữa, lý trí đã vì sự nhiệt tình hư hỏng của cô tan biến mất. Phong Vũ quay sang ôm cơ thể Uyển Linh đè xuống giường. Uyển Linh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Chị Năm, gọi thư ký xuống ăn cơm giùm tôi. Bà Hồng vừa dứt lời, thư kỳ đã đứng phía sau bà cất giọng. Ba, mẹ. Quay đầu lại bà Hồng nói. Qua ăn cơm luôn con. Một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ rau củ thịt cá bày sẵn trên bàn. Toàn những món thư kỳ yêu thích. Không phải thử, chỉ vừa nhìn thấy đã ngon. Thư kỳ nhanh tay kéo nhẹ cái ghế ngồi vào. Ba, mẹ, đồ ăn hôm nay sao toàn các món con thích? Con đang ăn kiêng mà. Dạo gần đây thấy con thường xuyên đi sớm về muộn, công việc bận rộn, mẹ con nói dì Năm đi chợ mua mấy món con thích về tẩm bổ cho con. Đi làm đã cực nhọc,
Con phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe, giảm cân làm gì? Vóc dáng của con bây giờ chưa đủ ốm tong hay sao? Tại mẹ không biết đấy thôi. Phụ nữ thời nay ngoại hình rất quan trọng. Người ta cũng thường hay nói nhất dáng nhì ra. Mẹ đừng lo, con gái của mẹ biết tự chăm sóc bản thân. Con phải đẹp phải xinh vậy mới xứng đôi với anh Vũ. Nhắc đến phòng Vũ, bà Hồng ngồi đối diện bỗng trao đôi mày. Chẳng phải thằng Vũ đã có người yêu, sao còn để tâm đến nó làm gì? Con hãy tìm một đối tượng khác mà yêu. Ông Bách đang ăn thì ngừng đũa nhìn Thư Kỳ. Anh Vũ nhất thời chỉ bị con nhỏ đó lừa gạt. Nó vì gia thế và địa vị nên mới tiếp cận anh Vũ, nên đó không được gọi là tình yêu. Chỉ có con một lòng một dạ yêu anh. Bằng mọi giá anh Vũ phải là chồng của con. Ba phải giúp con. Giúp bằng cách nào? Con muốn ba đến gặp thằng Vũ cảnh cáo và buộc nó phải chia tay với cô gái đó hay sao? Không phải như vậy. Ba và chú Đại rất thân thiết. Trước kia ba cũng từng giúp đỡ gia đình bên đó. Con muốn ba đi gặp chú Đại đốc thúc chuyện hôn sự giữa con và anh Vũ, nha ba. Ông Bách trầm ngâm, lòng thì lo lắng vì Thư Kỳ quá đỗi lụy tình. Lăng Phong Vũ có đáng để con gái ông đặt nặng tình cảm? Tình thương dành cho Thư Kỳ nhiều bao nhiêu, ông Bách lại do dự bấy nhiêu. Để khi nào rảnh, ba hẹn chú Đại nói chuyện thử xem sao. Ông Bách nhíu mày, bừng trán lộ vài đường nếp nhăn. Cảm ơn ba, yêu ba nhất. Phải rồi, ba là nhất, mẹ bây giờ chỉ là con số 0. Cả ba mẹ đều là nhất, là số 1 trong lòng con. Thôi, ăn cơm đi, lo nói chuyện cơm canh nguội lạnh hết rồi. Dạ, ba mẹ ăn cơm. Thư Kỳ vừa chạm tay vào chén cơm, bất giác trên bàn điện thoại cô ta có cuộc gọi đến. Một dãy số lạ nổi trên màn hình. Thư Kỳ vừa xem qua biểu hiện trên khuôn mặt bỗng thay đổi. Trong mắt nhìn hai vợ chồng ông Bách láo lia rồi ngập ngừng. Bạn con gọi, con ra ngoài nghe máy đã, ba mẹ ăn cơm trước đi. Cầm điện thoại rời khỏi bàn ăn, Thư Kỳ tìm một góc khuất rồi đứng lại. Ngoái đầu nhìn phía sau trước khi nhấc máy. Thanh âm nhỏ dần, cử chỉ mờ ám. Tôi đây, mọi chuyện sao rồi? Xong hết rồi, làm đúng như lời cô dặn. Âm giọng khàn khàn bên kia đầu dây là của một người đàn ông. Anh chắc chắn cô ta đã uống viên thuốc đó chưa? Cô yên tâm, tận mắt tôi chứng kiến. Chắc bây giờ cô gái đó đang được anh bạn của tôi chăm sóc. Ok, anh làm tốt lắm. Số tiền còn lại lát nữa tôi sẽ chuyển đủ vào số tài khoản của anh. Giữa chúng ta như chưa từng có cuộc thỏa thuận nào cả, anh hiểu ý tôi chứ? Tôi rất thích làm việc với một người sòng phẳng như cô. Khi nào nhận được tiền tự khắc tôi biết tôi nên làm gì. Được rồi, tôi cúp máy đây. Tút tút tút. Đầu dây bên kia vọng lại 3 tiếng. Nơi góc khuất Thư Kỳ nở nụ cười đắc ý, quay trở lại bàn ăn ngay sau đó. Ai gọi con vậy? Sao phải đi chỗ khác? Ánh mắt bà Hồng dấy lên sự nghi ngờ khi nhận ra biểu hiện khác lạ mập mờ của Thư Kỳ. Dạ, bạn của con ấy mà, mẹ không biết đâu. Tụi con có hẹn đi xem buổi biểu diễn nhạc hội vào cuối tuần này. Vậy hả? Chỉ đi xem nhạc hội có cần phải nói chuyện xa như vậy? Lẽ nào mẹ cho rằng con đang nói dối? Dĩ nhiên mẹ không có ý đó, chỉ là... Thôi, ăn cơm đi. Chuyện bạn bè của con, em xen vào làm gì? Ông Bách xen vào cắt ngang lời bà Hồng, vì thế nên Thư Kỳ thoát được nỗi hiểm nghi. Ngay lúc đó Thư Kỳ cầm đũa lên, tay gắp thức ăn, đầu nghĩ đến viễn cảnh thê thảm của Uyển Linh vào hôm sau, khuôn mặt không giấu được khoái chí. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, tia nắng sáng chiếu thẳng vào khung cửa sổ. Uyển Linh nằm trên giường với khuôn mặt khả ái, mái tóc dài tung xõa trên gối, hàng lông mi cong vút nhắm lại, đôi môi đỏ mọng khẽ tách ra với hơi thở đều đặn. Thân thể mỹ miều chỗ che chỗ đậy bởi tấm chăn mỏng, lộ ra làn da trắng mịn với đường cong tuyệt mỹ đến mê hồn. Uyển Linh khẽ gượng mình, bàn tay nhỏ nhắn bất giác đưa lên xoa xoa thái dương rồi mở mắt. Đầu óc cô lúc này hơi đau, lực tay xoa vùng thái dương càng mạnh hơn. Bỗng chốc khựng lại, Uyển Linh nhìn xuống thân mình, không một mảnh vải che thân. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, căn phòng rộng lớn xa lạ này tại sao cô lại ở đây? Uyển Linh cố nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả, chỉ mông lung mà nhớ được một người đàn ông đã áp chặt người cô. Ngay lúc đó Phong Vũ đã xuất hiện, nhưng tất cả cũng chỉ là trong lúc mơ hồ. Uyển Linh không dám chắc đó là sự thật. Hai hốc mắt Uyển Linh đỏ ửng, hơi thở phả ra nặng nề, giọt nước mắt theo dòng cảm xúc rối bời bất giác lăn dài trên má.
Em thức rồi à? Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, Phong Vũ bất ngờ bước ra đi về phía Uyển Linh, trong bộ dạng tấm lưng trần chưa kịp ráo nước, để lộ ra cơ bụng săn chắc mấy múi. Bộ phận dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh, mái tóc ẩm còn chưa kịp sấy khô. Phong Vũ, sao lại là anh? Đôi mắt Uyển Linh đang trực trào bất giác mở to, miệng há hốc kinh ngạc khi Phong Vũ vừa xuất hiện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh, tôi... Trong mắt đảo quanh, Uyển Linh vừa sợ vừa bối rối. Em thật không nhớ gì sao? Không phải tôi đi giao hoa hay sao? Tại sao tôi lại ở đây? Chúng ta, tôi không nhớ gì hết. Cũng phải, em còn không thể nhận thức hành vi của mình, thì làm sao nhớ được rõ ràng mọi chuyện? Ý của anh là sao? Tôi không hiểu. Uyển Linh cụp mắt, giọng nhỏ dần, bất an. Nỗi hoang mang, sợ hãi gần như hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt thanh tú của cô. Ngay lúc đó, Phong Vũ bước tới ngồi xuống giường, đưa bàn tay vén sợi tóc rũ rượi che một nửa đôi mắt to tròn ảo mộng, rồi dịu giọng mà nói. Em bị người ta chuốc thuốc, cũng may em đã gặp được tôi. Nhưng tình trạng của em tối qua, ngoài làm chuyện đó để giảm tác dụng của thuốc thì không còn cách nào khác. Không cần sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, mặc dù chính em là người đã quyến rũ tôi trước. Vậy tối qua tôi nhìn thấy anh là thật, không phải mơ màng. Tôi, rốt cuộc tại sao tôi lại, sao tôi ngu vậy chứ? Anh nói tôi quyến rũ anh hay ngược lại anh lợi dụng lúc tôi mất kiểm soát thì... Uyển Linh nhìn xuống cơ thể đang trần trụi, ngượng ngùng giữ chặt tấm chăn. Lẽ ra em phải cảm ơn tôi, vì nếu không có tôi thì tối qua em đã trở thành con mồi béo ngậy của tên khốn kiếp kia rồi. Anh nói thế nghĩa là sao? Vậy ra tôi phải cảm ơn anh vì anh đã bắt nạt tôi. Hai hàng nước mắt đã trào ra, Uyển Linh ngồi co lại, cúi mặt xuống gối run rẩy khóc nấc. Phong Vũ ngồi đó lòng bỗng xót xa, tự thấy có lỗi nên hạ giọng trấn an. Tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi đùa. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ khiến tâm trạng của em nhẹ nhàng hơn chút. Em đừng giận tôi. Tôi không giận anh, tôi chỉ giận bản thân mình do tôi quá chủ quan, dễ tin người. Nhận ra được sự quan trọng, Phong Vũ ngập ngừng, gương mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện tối qua không phải do em chỉ là nạn nhân. Em đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng. Cũng do tôi, chưa được sự đồng ý của em thì đã tự... Phong Vũ, tôi không trách anh, chỉ tại tôi ngu. Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi. Chuyện tối qua chỉ là sự cố, tôi sẽ... Không, Uyển Linh, tôi thừa nhận tôi đã phải lòng em. Nếu không phải vì đêm hôm qua, làm sao tôi có thể nhận ra được tình cảm của mình? Hãy cho tôi một cơ hội. Chúng ta có thể biến giao kèo giả trước kia thành sự thật. Uyển Linh chưa hết bối rối vì những chuyện vừa xảy ra, thì Phong Vũ lại khiến cô ngỡ ngàng, bỗng chốc chố nhẹ đôi mắt, nhìn anh mông lung hỏi. Anh vừa nói gì vậy? Anh đừng vì cảm thấy có lỗi mà nói bừa nói đại. Chuyện tình cảm và chuyện tôi bị hoàn toàn không giống nhau, sao gộp chung làm một? Có thể anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không ích kỷ tới nỗi gượng ép anh ở bên cạnh chỉ vì anh đã lên giường với tôi. Cô nén đi dòng nước ấm trực trào tràn ra. Uyển Linh mặc kệ Phong Vũ có đang nghiêm túc hay đùa giỡn. Khi đó cô bước vội xuống giường, luống cuống nhặt quần áo và nội y rơi vãi dưới sàn lên, quấn theo tấm chăn đi vào nhà vệ sinh, nơi Uyển Linh vừa nằm để lại một vệt máu đỏ dính trên ga giường màu trắng. Vết tích đó đã bị Phong Vũ nhìn thấy, bỗng chốc chồm tới. Phong Vũ đặt bàn tay sờ vào với ánh mắt phức tạp. Lúc đấy có tiếng chuông vang lên, không phải điện thoại của Phong Vũ vì nó vẫn nằm im trên bàn. Thanh âm rất gần, Phong Vũ đưa mắt ráo xác tìm thì phát hiện chiếc túi sách nằm một góc dưới sàn nhà. Phong Vũ bước tới, tiếng chuông rõ một một từ bên trong vọng ra. Phong Vũ cầm lên mở khóa, kéo lấy ra chiếc điện thoại. Xem qua thấy màn hình nổi dòng chữ em trai. Phong Vũ đoán ngay là cậu em Uyển Linh gọi đến. Tay cầm điện thoại, Phong Vũ ngoái đầu nói vọng vào nhà vệ sinh. Uyển Linh, em có điện thoại, là em trai của em. Anh nhấc máy hộ em nha. Không cần tôi ra liền. Uyển Linh vội chạy từ trong nhà vệ sinh ra. Vừa tắm xong chưa kịp mặc đồ, trên người của cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo. Bàn tay khi đó hoảng hốt chìa ra giật điện thoại trên tay Phong Vũ, vội vàng bắt máy. Âm giọng từ tốn, nhẹ nhàng. Alo, chị Hai nghe. Chị Hai, rốt cuộc chị Hai đang ở đâu vậy? Cả đêm hôm qua sao chị không về? Em đã gọi điện rất nhiều lần, sao chị Hai không nghe máy? Em lo cho chị Hai có gặp chuyện gì không?
Những câu hỏi cứ dồn dập khiến Uyển Linh thêm rối. Cô cắn chặt ngón tay mà ngập ngừng. Em bình tĩnh, chị Hai không sao cả. Chị Hai xin lỗi, chị Hai đang ở nhà bạn, nó bị ốm sốt cả đêm qua. Điện thoại chị Hai hết pin nên không gọi về báo cho em được. Để em lo là lỗi của chị Hai. Lát nữa chị Hai về, em yên tâm đi học đi nha. Chị Hai không gặp chuyện gì vậy em yên tâm rồi, em đi học đây. Tiệm hoa chị Hai về mở cửa sau nha. Em tắt máy đây. Ừ, để chị Hai làm, em đi học đi. Uyển Linh lặng lặng tắt máy, bàn tay nắm chặt điện thoại, mặt buồn bã nghệt ra ngay lúc đó. Chị Hai xin lỗi. Sau tiếng lòng là nỗi dằn vặt tự trách đan xen khiến tâm trạng Uyển Linh càng thêm u uất. Cùng lúc đấy Phong Vũ từ sau bước tới, đứng nép một bên thủ thỉ vào tai Uyển Linh. Không ngờ em nói dối cũng giỏi lắm đấy, em trai của em tin đến không chút nghi ngờ. Nghe được những lời đó, Uyển Linh cho rằng Phong Vũ đang cà khịa nên đã quay lại, ngước mặt đồng thời vươn dài cái cổ lên để nói. Anh đang châm biếm tôi đấy à? Giọng Uyển Linh nhỏ dần rồi tắt hẳn, khuôn mặt trở nên buồn so, ánh mắt nhìn Phong Vũ chứa nhiều tâm sự. Thật ra, đây là lần đầu tôi nói dối em trai mình. À không, nói đúng ra thì đây là lần thứ hai tôi đã dối gạt Đình Chí. Xin lỗi Uyển Linh, tôi chỉ nói đùa, tôi không cố ý. Tôi không trách anh, tôi vào thay đồ để còn rời khỏi nơi này. Nơi cổ họng Uyển Linh bất giác phả ra một hơi thở dài. Nén muộn phiền vào trong, Uyển Linh quay người. Trong lúc vội vã di chuyển, hai chân bắt chéo vào nhau. Uyển Linh ngã người về phía trước. Ngay khi đó Phong Vũ kịp phản ứng chụp tay Uyển Linh kéo cô về phía anh. Chiếc khăn tắm lỏng lẻo đột nhiên rơi xuống. Cơ thể trần trụi toàn cảnh lộ ra trước mắt. Những gì đã thấy tối qua giờ vô tình được nhìn thêm lần nữa. Phong Vũ bối rối mở to mắt đứng chân người. Bỗng chốc bàn tay Uyển Linh kịp thời đưa lên, một tay che ngang tầm mắt anh, tay còn lại cuống cuồng chắn ngang vùng ngực, xấu hổ lớn tiếng quát. Anh làm gì vậy hả? Anh nhắm mắt lại cho tôi. Khi nào tôi nói mở ra được rồi thì anh mới được mở mắt. Anh nghe rõ chưa? Rồi, tôi biết rồi, tôi nhắm mắt đây. Nhắm chặt lại không được hí đâu đó. Ok, tôi hứa. Bàn tay từ từ thả lỏng rồi buông xuống. Uyển Linh cầm chiếc khăn tắm chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cánh cửa an toàn đóng lại thì cô nói vọng ra. Được rồi, anh mở mắt ra đi. Lúc đó Phong Vũ mở mắt ra, nhìn về phía toilet khẽ cong cánh môi mỏng. Những gì không nên thấy tôi đều thấy cả rồi, em cần gì xấu hổ như vậy. Rời khỏi quán bar, Phong Vũ ngỏ ý đưa Uyển Linh về nhưng cô không đồng ý. Tự mình cô lái xe gắn máy thay vì ngồi cùng xe Phong Vũ. Đến tiệm hoa Uyển Linh sẽ lái. Phong Vũ cho xe tấp vào trước cửa tiệm, dừng lại nhấn còi. Hạ kính trước, Phong Vũ nhìn Uyển Linh vẫy tay chào. Tạm biệt em. Nở nụ cười ấm áp, Phong Vũ nâng kính xe rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Làm Dâu Hào Môn của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.